Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, Chip Burt tiếp quản vị trí CEO Levi Strauss & Co. sau khi rời khỏi tập đoàn P&G. Dưới đây là chiến lược kinh doanh hiệu quả mà vị CEO này đã áp dụng để vực dậy một thương hiệu biểu tượng đang trên đà xuống dốc. Tôi đã dành 28 năm làm quản trị thương hiệu cho tập đoàn Procter & Gamble. Ở vị trí ấy, tôi đã từng dẫn dắt thương vụ sát nhập của P&G với Gillette trị giá 57 tỷ USD. Sau đó, tôi cũng là người điều hành chiến lược cho thương hiệu này trong vòng 6 năm. Đây là một trong những thương hiệu mang lại nhiều lợi nhuận nhất của P&G. Vào cuối năm 2010, khi tiến hành cuộc họp hàng quý với đội ngũ lãnh đạo của P&G tại Bắc Kinh, tôi nhận được một cuộc gọi từ chuyên gia săn tin hàng đầu là người quen của tôi. Cô ấy nói, tôi có một thứ mà ông có thể quan tâm. Ok, đó là gì? Tôi hỏi. Levi Strauss, cô đáp. Và tôi chỉ có thể trả lời với một chữ, wow. Rất hiếm thương hiệu trở thành biểu tượng như Levi's, và Levi Strauss là một trong những thương hiệu lâu đời nhất của Mỹ. Đây là thương hiệu đã cùng tôi lớn lên và có nhiều gắn kết về cảm xúc. Tại Mỹ, câu chuyện của thương hiệu Levi's đã quá nổi tiếng. Là một nhà bán lẻ trong suốt làn sóng đào vàng của California, Levi Strauss đã đạt cột mốc quan trọng vào những năm 1870 khi được cấp bằng sáng chế cho phát minh dùng đinh tán để cố định đồ denim và sau đó phát minh ra quần jean xanh. Song, tôi đã rất ngạc nhiên khi tiến hành nghiên cứu để chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên với chủ tịch hội đồng quản trị của hãng. Tôi đoán rằng Levi Strauss có lợi nhuận khoảng 10 tỷ USD. Nhưng thực tế, doanh số bán hàng chỉ đạt mức cao nhất là 7 tỷ USD trong năm 1997 và rơi xuống mức 4,1 tỷ USD trong 5 năm. Từ năm 2001 đến năm 2010, họ chưa từng bao giờ chạm mốc 4,5 tỷ USD. Càng nghiên cứu về lịch sử gần đây của công ty, tôi càng nhận ra sự thất thường trong kết quả tài chính trong suốt một thập niên qua của công ty này. Tôi cũng không nhớ được bất cứ quảng cáo nào của Levi's. Sau một buổi tối dài với chủ tịch của Levi Strauss, tôi nhận thấy đây là một cơ hội lớn. Ở tuổi 54, tôi sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn. Khi quyết định nhận vị trí CEO của Levi's, tôi muốn để lại một di sản trong sự nghiệp và đưa công ty vĩ đại này trở lại. Khi nhận chức vào tháng 9 năm 2011, tôi gần như chỉ làm một việc duy nhất, đó là lắng nghe. Khi tôi đã gặp riêng từng thành viên trong nhóm 60 giám đốc điều hành cấp cao của Levi's, tôi đã email trước cho từng người các câu hỏi như là theo ông bà, ba điều chúng ta không nên thay đổi là gì? Ba điều gì chắc chắn phải thay đổi? Điều duy nhất ông bà hy vọng là làm gì? Điều duy nhất ông bà e ngại tôi có thể sẽ làm là gì? Sau gần 20 cuộc gặp, tôi bắt đầu nhận rõ vấn đề lúc ấy của công ty. Khi trao đổi về công việc của từng người đang gắn kết như thế nào với chiến lược của Levi's, tôi nhận ra có rất nhiều khoảng trống. Rõ nhất là các giám đốc điều hành đang hoạt động theo những hướng rất khác nhau. Sự thiếu vắng một chiến lược rõ ràng là một điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, có hai trường hợp khác cũng làm tôi bị sốc. Một là tại cuộc họp với toàn thể nhân viên ở hội trường trụ sở chính. Khi tôi hỏi, có bao nhiêu bạn ở đây tin rằng công ty đang hoạt động hiệu quả, thì 3/4 nhân viên ở đó đã giơ tay lên. Tôi đã bị sốc. Đội ngũ nhân viên đang không nhận thấy sự nguy cấp của câu chuyện kinh doanh kém hiệu quả. Văn hóa công ty cũng thiếu vắng sự kỷ luật trong tài chính và quản lý dữ liệu khách hàng. Sau câu hỏi đó, tôi chia sẻ lý do tôi tin rằng công ty đang không hoạt động hiệu quả cao và vì sao chúng ta cần một cơ chế để kinh doanh tốt hơn. Sự thành công đang đòi hỏi một thay đổi lớn trong văn hóa của công ty. Sự ngạc nhiên thứ hai đến từ số lượng thành viên quản trị tôi cần phải thay thế tại Levi's. Khi tiếp quản, tôi có 11 nhân viên báo cáo trực tiếp. Chỉ trong 28 tháng, 9 trên 11 nhân viên này đã ra đi và chỉ còn một trong hai người vẫn còn bám trụ cho đến nay. Giờ đây, chúng tôi đã có được một đội ngũ điều hành chất lượng hàng đầu thế giới, sẵn sàng đối đầu với bất cứ thương hiệu đối thủ nào. Cùng thời điểm tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong của Levi Strauss, tôi cũng nghiên cứu về thị trường và tâm lý khách hàng của công ty. Tháng thứ hai ở vị trí CEO của Levi's, tôi đến Bangalore và đề nghị chi nhánh địa phương thu xếp cho tôi một chuyến đi đến thăm nhà của một khách hàng.
vị khách mà tôi gặp là một nữ chuyên gia 29 tuổi thuộc tầng lớp trung lưu. Cô có khoảng 10 chiếc quần jean của các hãng Hutong, Calvin Klein. Và cô đã từng lấy chiếc quần ra khỏi tủ của mình và chia sẻ với tôi rằng đâu là chiếc quần cô thích và cô mặc chúng vào những dịp nào. Cuối cùng, cô đã nói về hai chiếc quần của Levi's. Cô chỉ vào một chiếc quần và nói: "Đây là một chiếc quần tôi từng mặc mỗi ngày, như khi đi gặp hội bạn gái của mình." Sau đó, cô chỉ vào chiếc quần thứ hai và nói: "Còn đây là chiếc quần tôi mặc ở trường đại học. Tuy không còn mặc vừa nữa, nhưng tôi không thể bỏ chúng đi vì những ký ức đã từng có." Tôi vẫn còn nổi da gà khi nhớ lại khoảnh khắc cô nói câu tiếp theo, rằng bạn có thể sẽ mặc nhiều chiếc quần jean khác nhau, nhưng bạn sẽ chỉ sống với Levi's. Đối với tôi, câu nói chính là sức mạnh cốt lõi của thương hiệu chúng tôi. Live in Levi's, tạm dịch sống với Levi's, về sau đã trở thành tagline, tạm dịch như là một khẩu hiệu cho chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Câu chuyện này là một ví dụ sống động về giá trị của chuyện lắng nghe người tiêu dùng. Và đó chính là một trong những bài học để có thể rút ra được yếu tố cốt lõi của chiến lược kinh doanh hiệu quả. 6 tháng sau khi nhậm chức, chúng tôi bắt tay vào chiến lược kinh doanh mới với 4 trọng tâm sau đây. Trọng tâm đầu tiên đó chính là tập trung vào lợi nhuận cốt lõi. 80% dòng tiền và lợi nhuận của chúng tôi ở thời điểm đó đều đến từ sản phẩm dành cho nam giới. Tuy chiếm thị phần lớn nhưng mảng kinh doanh này lại đang tăng trưởng chậm. Vì vậy, chúng tôi cần xử lý vấn đề cốt lõi này. Vì nếu mảng kinh doanh cốt lõi không ổn, thì toàn bộ chiến lược kinh doanh của công ty cũng không thể thành công. Trọng tâm thứ hai, mở rộng mảng kinh doanh. Bên cạnh đó, Levi's lại có thị phần rất thấp trong mảng quần áo dành cho nữ giới. Đặc biệt, dòng trang phục cho phần thân trên không bán được nhiều sản phẩm. Có một nguyên tắc trong ngành trang phục, đó là đa số khách hàng sẽ mua khoảng 3 đến 4 chiếc đi kèm một chiếc quần và váy. Và doanh số bán hàng của chúng tôi thì ở chiều ngược lại. Chúng tôi cũng có mức doanh số rất thấp ở các thị trường đang phát triển như là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là một cơ hội để phát triển cho Levi's. Trọng tâm thứ tư đó là trở thành nhà bán lẻ đa kênh hàng đầu. Levi's có 2.700 cửa hàng trên toàn thế giới và một website thương mại điện tử. Khi bước vào các cửa hàng ở trung tâm thương mại, tôi phát hiện các thương hiệu của Levi's không được thể hiện một cách đồng bộ. Song ở cửa hàng chính hãng là nơi chúng tôi có thể kiểm soát được trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, website cũng có doanh thu biên cao hơn. Theo thời gian của doanh số bán hàng, ngành trang phục cũng sẽ tăng lên trên cửa hàng trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi cần phát triển doanh số ở các cửa hàng truyền thống và website bán hàng. Trọng tâm thứ tư đó chính là tối ưu hóa quy trình vận hành. Để có tài chính đầu tư vào công nghệ sáng tạo, chúng tôi cần cắt giảm các chi phí, kiểm soát dòng tiền và phát triển cơ sở dữ liệu lẫn các quy chuẩn về tài chính nội bộ. Ở thời điểm tiếp quản, công ty không chi nhiều vào quảng cáo mà đây là điều khó khăn để có thể phát triển thương hiệu. Và việc tiếp theo mà tôi cần phải làm đó chính là đầu tư vào sáng tạo. Nơi đầu tiên chúng tôi tái đầu tư chính là phòng sáng tạo của Erica. Chúng tôi quyết định mở một cơ sở mới với 4 dãy nhà trong trụ sở chính của công ty. Đây là một dự án hạt nhân quan trọng với hệ thống giặt ủi, cắt may và khâu hiện đại, cung cấp đủ nguyên liệu denim cho hàng chục nhà sáng tạo nghiên cứu sản phẩm. Cụ thể, mảng kinh doanh sản phẩm dành cho nữ doanh nhân chúng tôi đã bị rụt giảm. Một phần vì khách hàng ưa chuộng sự thoải mái nên đã chọn quần yoga thay vì quần denim. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi đã bắt đầu tạo ra các quần denim bằng công nghệ mới, như vải căng 4 chiều có thể nhanh chóng co giãn và không bị xù xì ở vùng đầu gối. Người tiêu dùng trở nên thích thú với những chiếc quần căng nhưng thoải mái và vải mềm mại. Sau khi thay đổi này, mảng kinh doanh trang phục dành cho nữ giới của chúng tôi tăng trưởng liên tục trong 11 quý. Doanh số cũng tăng lên từ 800 triệu USD đến 1 tỷ USD hàng năm. Khi tiếp thị sản phẩm, chúng tôi đã cố tìm ra sự cân bằng giữa việc tôn vinh di sản và yếu tố hiện đại trong chiến dịch. Nếu một thương hiệu dựa quá nhiều vào lịch sử, chúng tôi có thể trở nên già cỗi và lỗi thời. Nhưng nếu bạn phủ nhận lịch sử, bạn sẽ đánh mất một trong những tài sản quan trọng nhất của mình. Và điều tiếp theo vị CEO này muốn chia sẻ mà trường doanh nhân HBR muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay đó là việc không ngừng học hỏi và phát triển. Tôi đã học rất nhiều trong suốt 7 năm làm công việc này. Tôi đã nghĩ rằng
kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của mình có thể áp dụng trực tiếp vào Levi's. Song, thực tế cho thấy khoảng không để tôi có thể sáng tạo trong ngành trang phục là còn rất nhiều. Tôi cũng học được rằng rất khó để có thể thay đổi được văn hóa. Khi sụt giảm hiệu quả trong vòng 10 năm, một điều gì đó đã làm đảo ngược văn hóa làm việc tại công ty này. Tôi đã dành nhiều thời gian với đội ngũ điều hành của mình và những người lãnh đạo hàng đầu trên thế giới để có thể định hình hành vi và kỳ vọng cho họ. Giải pháp cơ bản là tìm đúng người và giải phóng tiềm năng để họ có thể giải quyết những thử thách lớn của công ty. Hiện tại, công ty đang có những tiến triển tốt. Chúng tôi tiếp tục tăng trưởng trong vòng 5 năm. Doanh thu 8% và giá trị thương hiệu Levi's đã tăng 9%. Tình trạng cân đối tài chính được cải thiện đáng kể. 2017 đã làm năm tài chính mạnh nhất của công ty trong hơn một thập kỷ qua. Và chúng tôi tin rằng có thể tăng trưởng vượt xa kỷ lục 7 tỷ của công ty trong lịch sử. Vào ngày nào đó, chúng tôi sẽ đạt mốc công ty trị giá 10 tỷ USD. Levi's đã mất một thế hệ người tiêu dùng vào đầu những năm 2000. Nhưng chúng tôi đã bắt được nhịp để đưa khách hàng trở lại với thương hiệu và trở thành một biểu tượng văn hóa. Vừa rồi là những trích dẫn về chia sẻ của CEO Levi's. Hy vọng rằng nó sẽ giúp quý vị và các bạn có những bài học khi xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.